Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đây cũng là thời điểm mà công đoàn các cấp tại các tổ chức đơn vị chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chăm lo Tết cho người lao động, để họ an tâm làm việc và sẵn sàng trở lại làm việc sau dịp nghỉ Tết. Tại công ty cổ phần giày Thiên Lộc, không khí làm việc sôi động hơn khi tất cả công nhân đều tranh thủ thời gian tăng ca để kịp tiến độ đơn hàng giao trước Tết. Và vui hơn cả là khi họ nhận được thông báo tiền thưởng Tết năm nay sẽ nhiều hơn mọi năm. Công ty năm nay là dù là do dịch Covid nhưng mà thưởng Tết nó vẫn cao hơn năm ngoái. Ví dụ như lương căn bản là bắt đầu căn bản của công nhân bao nhiêu là cho thêm hệ số thâm niên vô đó nữa. Thế mỗi năm thì cứ cao hơn cỡ 200-300. Chúng tôi đã có cái thông báo rất là cụ thể, người nào cao nhất khoảng hơn 20 triệu, người thấp nhất thì cũng là mình là mới vào thấp nhất khoảng một năm thì cũng được khoảng 6 triệu. Đấy là bình quân khoảng 9 đến 10 triệu tiền thưởng trong năm nay. Rồi quà Tết thì năm nay chính vì cái Covid mà chúng tôi không tổ chức tham quan nghỉ mát, chúng tôi dành tất cả những cái việc đó cho người lao động, cho vào ngày 2 tháng 9, cho ngày 30 tháng 4, còn chúng tôi dồn rất là cho những cái ngày cuối năm này. Không chỉ kịp thời quan tâm, động viên người lao động, các cấp công đoàn của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có nhiều phần quà gửi đến công nhân, hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Em đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp và có một đứa con gái nhỏ. Và em rất cảm ơn công đoàn, liên đoàn đã đến thăm, an ủi, động viên em. Tết Tân Sửu năm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và tặng quà hơn 1.600 người lao động tại 10 đơn vị có môi trường làm việc khó khăn. Cùng với đó là các chương trình Tết sum vầy, chuyến xe yêu thương để người lao động có điều kiện được đón Tết Nguyên đán sum vầy ấm áp hơn.